Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Sự Chấm Gaming của mình nha. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại chiến tiếp tục tựa game ARK Survival Evolved Map Feeder. Còn mod thì là mod Omega, là tiếp tục tập tiếp theo. Tập này hình như là đến tập 61 rồi. Ui, nhanh nha các bạn nhờ. Chưa gì mà mới đó chúng ta đã trải nghiệm cái mod Omega này hình như là hơn 2 tháng rồi đúng không? Hơn 60 tập rồi. Nhanh thực sự luôn á, không biết bao giờ là sẽ phá đảo đây. Ở trong tập này thì mình đang định là sẽ lai tạo tiếp mấy cái con thú, đang định là sẽ gọi là build cho cái con unkillable, nhưng mà mình chưa có bắt được con đó các bạn ạ. Cái con này có vẻ là hơi hơi hiếm mà. Cái con này chỉ số rất là cao, các bạn biết sao không? Cái con mà mình đã sở hữu là cái con Titan gì đó, Titanoceratherium nè. Cái con này chỉ số máu là 360, đam là 4.8. Nhưng mà có bạn nói mình là có một cái con này, nó tên là Skeletor, nó là con Terry đấy. Tên đặc biệt của nó là đây, Unkillable, thì mình mới search thử. Các bạn nhìn cái chỉ số đam với máu đó nè, 384 lận nha các bạn. Là các bạn biết cái chỉ số này hình như là nó phải gọi là ngang với lại cái con Xin luôn đúng không? Hình như là vậy luôn á. Cái con Terry này rất là khủng. Khi mà mình bắt xong mà mình nâng cấp nó lên Ancient á, thì cái lượng máu và lượng đam, các bạn dự đoán thử bao nhiêu coi. Máu thì mình nghĩ nó còn hơn cả cái con Titan mà mình đang sở hữu là hơn 65 nghìn tỷ máu đấy. Còn đam thì chắc là còn dã man hơn con Death nhiều, chắc chắn là nó phải tầm mấy chục nghìn tỷ đam luôn đấy. Các bạn nhìn cái con Xin ở đó, cái con Xin thì cái lượng máu và đam của nó cũng là 384 nhé các bạn. Đấy, mình sẽ cố gắng gọi là gì đó, spawn mấy con thú bằng cái token. Khi nào mà mình kiếm được cái con này thì mình sẽ làm một cái video riêng về cho nó. Cái con này thì nằm ở bên cái bảng mở rộng Zitarian Crystal nè. Chưa bắt được có con này nữa. Con này hiếm lắm. Có yên cho nó luôn nè. Yên Uniware. Tăng gấp đôi tầm đánh, tăng 150% mili dam. Thêm cả biến thể Brutal nữa. Với lại Attack Hatchet. Cái con này tấn công thì sẽ bị curse nữa à. Quay, thêm biến thể Brutal nữa là càng mạnh á. Cái Brutal là nó nằm bên Ray nè. Mà Ray ở đây thì nó là gọi là sao ta, tăng thêm đam khi mà mình xài mấy skill ability của nó nè. Brutal này ngon á, với lại đánh hình như là có Blitz nữa cơ, có khả năng stun nữa nè, stun hoặc là Blitz 50%. À ngon nha. Uầy, bao giờ mà mình bắt được con này ngon nha. Mình cái con Terry thì bữa giờ mình bắt thì nó cũng chỉ là Aftermath với lại Ruger à. Nó là tech và nó bị nhiễm phóng xạ chứ chưa tìm thấy cái con Unkill đấy. Hai cái con này thì hình như là cái chỉ số nó không có ngon bằng cái con Terry Skeletor kia. À, các bạn thấy hiểu không? Mình các bạn biết bữa giờ là mình cứ mỗi ngày mình vô mình phải roll khoảng tầm hơn 200 cái token để mà kiếm cái con Unkillable đó, nhưng mà kiếm không ra. Cho nên tập này chúng ta chắc là sẽ build cho cái con Shadowman và cái con Reaper. Đó, thì tí nữa mình sẽ lai tạo hai cái con này nhé các bạn. Cái con Reaper nó có hai dạng lận. Hôm bữa mình bắt là được cái con Hierophant. Các bạn nghe tên Hierophant các bạn thấy quen quen không? Hierophant ở bên cái mod Remorphy hay là Eternal á nhỉ. Lúc mà mình xâm ra cái con Dark Hierophant á, cái con đó nó cũng trâu phết đấy, nó được giảm đam quá trời nhiều à. Nhưng mà cái con này là nằm bên bảng thú Zithara Crystal. Đó, nó là Hierophant. Cái con này nó là biến thể, để mình cho các bạn xem. Đây đây, cái con này thì là nó không phải dùng để cái con này nhìn như là pearl vậy nhờ đúng không? Đó, màu trắng nè. Nó hình như nó có cả ngọc trai hay là obsidian gì nữa đó, nhưng mà cái con này không phải. Cái con mà mình muốn làm là trong tập này là cái con Reaper
Ripper King đúng không ta? Là cái con Tombstone kết hợp với lại cái con Shadow Man thì nó sẽ ra cái con Ripper Man. Đấy, nó ra Shadow King luôn nè, dữ chưa? Đó. Ripper King nó có yên của nó là Nefert. Cái con này tên là Tombstone, có hai hai hệ là Starfire và Obsidian. Còn cái con Shadow Man nó là nó tên là Fusion, nó có hai hệ là Blizzard và Eruption, chỉ số là được x36 lần. Đó. Hai con này mà kết hợp với nhau thì nó cũng ra được khoảng tầm 36 chỉ số ạ. À. Để mình thử coi cái con này nó có mạnh hay không. Eruption với lại Starfire, con này coi như là build thêm một cái con thêm đam để mà chơi cho vui thôi. Tại vì bữa giờ là mình thấy cái con Death với lại mấy con kia là đam cao rồi, bữa nay mình lai tạo thử con gì đó là lạ đi các bạn nhờ. Có thể là mấy con này các bạn xem ở những cái nơi khác rồi. Nhưng mà đây đây là bây giờ mới tới lượt mình, là cái con mà mình đây, cái con để mình coi con nào chỉ số ngon nè. Mình bắt được hai con rồi bạn. Cái con này máu 81, đam là 69. Đây, con này có vẻ ngon hơn nè. Đấy, mình sẽ lai tạo cho cái con Ripper này. Đó, Tombstone với lại một cái con Fusion nữa. Fusion là cái con Shadow Man đấy. Fusion. Đấy. Chỉ số con nào cũng cao cả. Bắt được mấy con để dành. Con này 126 máu đam. Đây, con này chắc lấy con này đi, con này level cũng cao nè. Đấy, ok chưa? Tí nữa mình sẽ kết hợp hai cái con này trở thành cái biến thể. Có cần phải đi luyện level cho nó không ta? Hai cái con này mình đã farm Paragon và kiếm được cái yên cho nó rồi, cho nên là tí nữa mình không có cần không có cần đánh thêm yên nữa, mình chỉ cần đánh cái con kết hợp của hai cái đó thôi. Mình có yên cho hai cái con này rồi. Đâu ta? Một cái là Nefert và một cái là cái gì nhỉ? Slaughterman nè, đó. Có sẵn yên cho hai cái con này. Mình chưa tẩy, hồi nãy mới đánh mấy cái con này trong tự nhiên thì nó rớt ra luôn rồi. Hơi bị ngon luôn. Từ để mình tẩy đi xong rồi tí nữa kết hợp hai con này với lại với nhau. Test hai, đam hai con này xem thử coi nó có mạnh không. Bây giờ mới đến câu đoạn tẩy kiếm đam. Thôi từ. Tí nữa còn một cái yên cho hai con này nữa cơ. Mấy cái yên này giáp cao nhờ. Tại mỗi con được cái dòng mili đam cao một xíu là ngon. Cái này có 9% mà hơi thấp. 11%. Ability đam 21. Cái này là con Nefert đúng không? Nefert thì là dành cho Ripper, mà Ripper là nó có hệ gì đó. Starfire nó đốt giống cái con gì đó, con Solar của mình, cho nên là nó vẫn cần cái ability damage nhé các bạn. Ability damage là ngon. Melee damage nữa càng tốt. 16 17 15 với lại 15, ôi trời ơi. 26%. Thôi kệ lấy đại đi bạn ạ. Còn cái con Shadow Man này hình như là nó ăn vào cái đam tay là chủ yếu thì phải. Nãy quên xem cái con này kỹ năng của nó là cái gì ta. Mili đam 26 nè. Ok, thôi kệ vậy đi. Test sơ sơ, tại vì hai cái con này tí nữa mới kết hợp vô mới ngon hơn. Nó slaughter nè. Con này là ôi
Con này mang yên vô thì nó thêm cái biến thể Reacti nữa các bạn. Reacti hình như là ở gần đó là bị mất máu á. Blizzard với lại Eruption. Ồ, ok. Bây giờ đi luyện hai hai con này cho nó lên level một xíu, rồi tí mình nâng cấp cho nó cái. Thử test đam của hai cái con này luôn. Tí về cho đẻ. Hỏi gì vậy? Alpha Teleporter. Quá rồi. Thử test chiêu được các bạn. Phải rồi. Ôi. À, hệ Teleporter. Quýt nè. Bùm. Đây, cái Starfire là nó đốt nữa các bạn. Giống cái con Solar không? Nhưng mà đam nó có chút ép rồi đúng không? Đâu có nhiều đâu. Đam có chút xíu à. Từ từ mình lấy cái con hồi máu của mình đi theo cái đó. Pet hồi máu đâu đây? Đi con trai. Mình không biết mấy cái ông nước ngoài ông lai tạo biết bao nhiêu lần mà cái chỉ số mặc định của bọn khủng long á là 254. Mình thì không có kiên nhẫn để mà ngồi lai tạo nhiều lần với mấy ông các bạn ơi. Cho nên là mình có chỉ số bao nhiêu thì mình để nó như thế luôn. Cùng lắm là mình xây mấy cái trụ giúp Imrin đó, nó có hai cách nè. Một á là mình chơi theo kiểu mặc định của game là các bạn phải xây cái máy tech nó tên là Mutator đúng không? Đây, xây cái này vô xong rồi các bạn phải chọn sang cái chế độ Imrin á, thì mỗi lần mà nó cái máy này nó phóng cái nguồn năng lượng ra thì nó sẽ tăng được 20% cái Imrin cho con thú. Đó, thì các bạn xây khoảng tầm 56 cái máy đó là bấm một cái một lần bọn này 100% Imrin luôn. Còn theo cách số 2 á là uống thuốc, mà cái đó là các bạn phải cài theo cái mod cái gì đó, cái thuốc xịn ở bên ở trong workshop cơ. Đó, cái poison này đây nè, cái mod này tên là crazy poison. À, xong rồi các bạn kiếm cái thuốc này là Instaring nè. Hình như uống một phát một là sẽ được 100% Imrin luôn. Đó, có hai cách cho các bạn chọn. Nếu các bạn không có chơi cái mod thuốc này thì nên làm theo kiểu kia nó dễ hơn. Đốt thử lại coi. Đây. Cái phạm vi đốt nó cũng không cao các bạn nhờ. Nó đang bé vậy. Đam bé quá ha. Trời ơi, tưởng con này mạnh các bạn, nhưng mà hóa ra nó yếu xìu à. Chắc tí là biến đổi thì chắc mới mạnh hơn. Quá yếu. Theo 7 đuôi. Trời ơi, được có mấy chục nghìn đam à. Cái con tung stand này nó chưa lên Omega, nó mới là basic thôi. Tí nữa lên Omega rồi mới mạnh. Rồi, à, nhắc mới nhớ, mình bây giờ mình phải về mình up cho nó lên Omega cái đã. Xíu nữa hai con la tạo với nhau thì mặc định bọn này phải là Omega mới ngon. Tí up cho hai đứa lên Omega luôn cho mình đi pha một chút level cho bọn này. Rồi, đam nữa nha, 61.000 rồi, hơi yếu. Bắn độc. 29 đốt rồi. DPS nè, 131.000 đam, 84.000 đam. Mình có còn mấy cái Paragon cho bọn này ta. Reaper King đúng không? Ripper King 12 cái nè. Ok. 2, 3, 4, 5. 5 cái là sẽ up lên được Omega.
lên Omega tung sten. Đó. Ui, ăn lên tới Omega cái là khác bọt ngay ha. Thử đam lại coi. Rồi, lên 3 triệu rồi nè, ngon. Ok. Đấy, lên Omega mới mạnh liền rồi chứ để nó ở tầm basic nó yếu vã tèo ra. Giờ tới tới con Fusion cho nó lên Omega luôn. Fusion là Shadowman, ok. Lên thôi con ơi. Bao nhiêu nha? Ôi, con này chưa nâng chỉ số, tí nữa nâng đi. Nâng xong rồi mình mới bắt đầu mình la tạo cho hai cái con này nhé các bạn. Farm cho hai con này nó lên 88 máu, 88 đam đi, xong rồi mình mới bắt đầu cho hai này nó đẻ. Giờ thì lên lẹ rồi, cho nó uống một bình kinh nghiệm vô là nó lên cấp lẹ lẹ. Ôi, hình như rớt ra cái Unique luôn nè đúng không? Wow, hên chưa? Các bạn thấy tác dụng của cái Magic Fire chưa các bạn? Đánh mấy con thú thường nó vẫn có tỷ lệ rớt ra được mấy cái Unique cho bọn thú nè. Cái con này nó không có cái vòng xung quanh là nó biểu thị là cái con này là Unique luôn nha. Nó chỉ là một cái con hệ bình thường thôi. Mà khi mà có Magic Fire nhiều nhiều xíu á, thì các bạn sẽ có xác suất đánh rớt ra được cái này, hơi bị ngon luôn. Ngon, có được cái Stego rồi. Stego này hình như là cái in cho cái con hạt lay thì phải. Ngon lành cành đào liền. Đây là sức mạnh của Magic Fire. Đấy, các bạn thấy không? Mình đánh rớt đó y những cái con này nó cũng là nhờ cái Magic Fire này bạn. Đánh mấy con Reaper King ở trong tự nhiên đó, nó rớt ra được cái yên Nephthys này luôn nè. Đỉnh vãi, đỡ phải dùng 5 cái Paragon, sau đó thêm 500 cái Essence bất kỳ đó, để mà gọi ra cái con boss đánh nè. Mà cái con mình đang nuôi mà nó không đủ sức mạnh để mà đánh thì cũng như không đúng không? Đó cho nên là phải có Magic Fire để kiếm cái yên này trong tự nhiên nó dễ hơn là đánh boss. Đánh boss thì phải kiếm mấy con nào có đam cơ. Ủa sao con này nó lại xâm ra được mấy cái con thằng mấy thằng đẻ này? Ủa, khoan 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 tự nha, hệ Starfire với Obsidian nè. What, sao mình không biết nhờ? Reaper King nó có khả năng xung ra đẻ ra vãi nồi vậy. Rồi nha, Resource Obsidian đúng không? Ở đây nó có ghi là xung đù từ nha, để mình coi coi. Đâu có thấy là nó ghi cái gì mà xung đẻ đâu ta. Sao hay vậy? Không biết nữa. Nhưng mà bằng một cách nào đó nó có thể xung ra đẻ các bạn ơi. Còn cái Starfire là cái nó đốt máu thì các bạn biết rồi. Rớt ra Paragon luôn kìa, ngon lành cành đào luôn. 33, bây giờ mình nâng thêm ba mươi. Úi thôi, con ơi, bình tĩnh. Đó, bây giờ nên 88 máu, bây giờ nâng thêm 22 điểm đam nữa. Rồi, con này coi như xong nhá, cái con này mới ở tầm Omega thôi. Bây giờ mình sẽ đây nâng cho cái con này lên tí. Fusion Shadowman. Ai da,
đá mình rồi. Trời ơi. Ờ linh giác. Hồi nãy con mình là hệ gì vậy? Hệ gì ta? Quên mất tiêu rồi. À con mình cũng có hệ Blizzard nè, Reactive với lại Eruption nữa. Ai chà. Ba hệ luôn à, được quá gì. Thử lại coi. Đi chỗ nào đông đông tí xài cho nó đã. Con này chắc là vẫn có mấy kỹ năng bay thông thường của con Shadow Man đúng không? Oh yeah. Đây là ra đây đốt nữa các bạn. Không ít nè. Ui. What? Sao mình xài chú ít một phát một là nó xài luôn hai skill luôn ta? Hay vậy? Ồ, chú C là chú tàng hình các bạn ơi. À, hình như là nó dồn hai kỹ năng vào một luôn á. Cái chiêu tự nha, cái chiêu Eruption là nằm bên nhánh nào gì? Eruption là đâu ta? À đây. Cái này kiểu nó xài vẫn xài độc các bạn ạ, à. Nằm bên cái nhánh Nature. Đam mình không biết nữa, fire đam à, sao lại nổ đam lửa ta? À nó búng mấy cái cục lửa bay lên trời xong rồi tỏa xuống giống như là cái con parasol demonic đó các bạn nhớ không? Mày nhớ được đâu ấy, kiểu kiểu vậy. Rồi 2 tỷ máu. Nổ lại coi. Cái này đó đó, cái chiêu này các bạn nói yêu nổ cái cục làm nó xuống nè. Ui. Làm như có thằng nào chịu nổi ta? Cơ bản mình đã có cái in reactive là chỉ cần đến gần là bọn này tự lăn ra chết rồi, đúng không? Ủa. Sao không thấy mất máu ta? Ủa. Có in reactive rồi mà. Ừ các bạn, đợi mình tí. Reactive là cái gì vậy? Reactive, mình nhớ reactive là chỉ cần đứng gần thì nó sẽ bị trừ máu mà đúng không? Reflective là phản đam. Reactive đâu vậy? Đợi mình một chút, mình kiếm coi. Reactive. Đây nè, reactive nè các bạn. Đây. Ủa. Sao mình không thấy nó bị trừ máu ta? Cứ mấy con này nó đứng gần gần là sẽ bị trừ máu mà mình đâu thấy nó trừ máu chút nào đâu nhỉ? Lát à. Có trừ máu đâu ta ha. Cái yên có hiệu ứng reactive mà đâu thấy reactive chút nào đâu trời. Lừa vậy. Thử reactive cho tao xem thử coi. Chả thấy reactive miếng nào luôn á. Đồng đá cứng ngắc luôn à. Reactive hay là phải để con này dưới nước nhỉ? Thực sự là bạn nào gành cái này thì các bạn comment đi chứ mình chịu. Melee dam attack can crit for x5 lần dam. Ái chà, được quá nhờ. Có khả năng gọi là crit gấp 5 lần dam mặc định. Hồi nãy em bảo sao mình đánh thường thường có hai mấy triệu mà nó crit lên cả trăm triệu à. Đây rồi, đến con đạn tiếp theo trong cái tập này nè. Rồi, chúng ta sẽ cho hai cái con này nó kết hợp với nhau. Ok. Đổ lên mày ơi. Mình coi hai con này giới tính như thế nào đó. Một con female, một con male hợp lý.
Ơi từ để mình cất mấy cái này ra, nó loạn hết trơn. Nào, xem coi. Omega Fusion. Cái này là Omega Tungsten. Đây. Fusion thì nó sẽ ăn 3 cái Paragon và Tungsten ăn 4 cái. Đẹp luôn. Saruman 3 cái đúng không? Rồi Tungsten là 4 cái, Reaper King. Ôi đẹp luôn. 2 3 4. Yesua. 1 2 3 4. Con này ăn 3 cái. Đẹp chưa? Rồi. Đẻ 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 đẻ. Chọn lại, chọn lại một cái. Rồi, vừa đẹp luôn các bạn. Đẻ nè. Ta da. Đâu đâu cho bé xin quả trứng. Đây rồi. Ôi, sẵn tiện mà để mình mix hai con chỉ số này vô với nhau thành chỉ số đẹp nha, hình như phải để gần xíu hay sao quá, thì sao quá. Để cho hai bọn này nó đứng gần gần chỗ cái máy làm trứng. Đi ra chỗ khác. Là bích cúp cái máy này bỏ xuống dưới cho nó tiện nha. Không biết nó làm được trứng level chỉ số đẹp không được không ta? Ô, hình như không được các bạn ạ. Hình như không được. Mà chỉ số cái con này hình như là nó mắc hết rồi nên là chắc cũng không cần. Khi nào mà cái nhánh nào mà nó thấp thì nó sẽ ra, nó sẽ hiện thị bên kia cái màu xanh lá cây à. Còn vậy là ok rồi đó. Rồi. Up thôi. Đẹp luôn. Con này ra cho nó làm bà đẻ. Đấy, con này nó giúp búp mấy cái này là trứng nở nhanh nè. Đấy, nó chạy về. Ôi, mới 3 phút bấm cái còn mấy chục giây à, quá nhanh luôn. Ấy. Trời ơi, hên chưa, hên chưa. Ôi, tí nữa mà con này hên là kịp á. Ai ơi. Imrin on baby. Thu mày lại nè, mày. Ôi, sợ mấy con này nó tấn công là gãy cổ liền. Con này nó ăn thịt đúng không? Cho nó ăn thịt nè. Rồi máu cho nó lên cá đi, mấy con nó chết nữa. Ấy nó sẽ ăn mấy cái gì nhỉ? Cái cục xanh xanh là pheromone nè, nhưng mà mình không có cái đó. Cứ nuôi theo cách cơ bản này, cứ đến tầm 10% thì bọn này nó sẽ gọi là tự ăn máng được rồi. Trời ơi, các bạn thấy cái ke không kìa. Một tiếng đồng hồ ke. Vãi tèo. Ke lâu vãi trưởng ra. Wow. Cái màu con này đẹp các bạn nhờ. Cái hình dạng thì là cái con Tungsten. Nhưng mà cái ngoại hình bên ngoài, cái màu da thì là giống cái con Shadowman. Đó, nó có cả mấy cái tua rua, mấy cái bờm giống y chang luôn nè. Đó, màu y chang con này luôn. Hợp lý nhờ. Đẹp á, đẹp á. Con này đẻ xong nó có hệ Starfire với lại Eruption nè. Nó mất cái hệ Obsidian rồi, nó mất cái hệ Resort rồi các bạn ơi. Eruption với lại Starfire. Cái con này do là nó đẻ là thuộc dạng Uniware cho nên là nó không có ăn được mấy cái Rip God nha các bạn. Lưu ý việc đấy. Nếu như mà mình lai tạo một cái con Ripper King mà hệ bình thường với lại một cái con Shadowman cũng hệ bình thường luôn, cùng một nhóm, thí dụ như là Comet chẳng hạn đó, thì là nó sẽ ăn được cái Group God của cái nhóm này. Còn đây là cái con Uniware cho nên là nó không có được đó. Nó chỉ từ Omega xong rồi lên Godline rồi lên thẳng Asian luôn là cấp độ cuối. Không không có group God được như là cái con voi Mammoth hôm bữa.
Con voi muốn bữa mình bắt nó là Colossus đúng không? Cho nên nó ăn được nguyên cái group mythical này là nó có full hệ luôn. Voi đó bữa giờ mình cũng cất nó rồi, bữa giờ không có xài cho nó đánh lộn vậy. Tại vì mình chưa build được đủ cái đội hình mấy cái con Pygmy này 30 con để mà đánh đánh boss. Bây giờ là mình gọi là tập trung vô mấy cái con thú gọi là độc lạ. Rồi. Ok. Trời ơi, chú này nãy giờ cào mài móng nặng quá nó đánh. Cất mày luôn. Con này đợi xí nữa mình được test là sức mạnh của nó này. Adolescent Omega Shadow King. Wow. Shadow King man. Con này giờ là up lên Godlike. Ở trước mắt là tí nữa phải kiếm cho nó cái yên nữa các bạn. Con này hình như là nó không xài được yên của hai con kia, nó có một cái yên Shadowman, cái yên Nephalem. Cái này là nó được cái gì ta, Teobon. Là nó phóng mấy cái cục cái chiêu chuột phải của nó, cái chiêu ném mấy cái bong bóng khí độc vậy đó, thì nó sẽ gây đam Flagur, tăng 300% mili đam, giảm 50% đam. Đánh thường có thể gọi là chí mạng gấp 5 lần đam và có biến thể Reacti. Reacti mình nghĩ cái con này sẽ được. Reacti là rút máu những cái con nào ở gần, các bạn nhớ cái con sứa à, không, con cá đuối chứ, Contamination đúng không? Cái con đó là nó cũng là biến thể, nó có Reacti ấy, ở gần là tự động trừ máu, dùng cái con đó để mà làm quét ở dưới đại dương ngon lắm. À, sắp lớn rồi nè. Đẹp luôn. Để nó trưởng thành xong rồi mình thu nó vô cầu ném ra là nó bình thường trở lại. Con này xí nữa mang cho nó cái yên nào ta. Chắc là mang đại cái yên Shadow này thường thường thôi nhờ. Rồi. Ok bé. Thu nó lại nè. Ấy. Nó được Yveline 100% chưa ta? Ờ được 100% rồi, hết hồn. Đây, nó mang đỡ cái yên này đi. Tí nữa đánh boss kiếm như nó cái yên xịn xịn cái. Chức năng thịt. Chức năng. Đấy. Ăn thịt đi con. Rồi đi luyện level cho con này tí coi. Mình xem cái Reacti, Reacti nó có hoạt động với cái con này chưa ta. Đứng gần coi trừ máu không. Đấy nó trừ máu ta. À quên quên, chưa có yên các bạn à. Con này chỉ mới là Reaper bình thường thôi. Đấy, đam thường nè, 6 triệu. Wow, hay có cái dương rồi, mở coi, có được cái gì không? Phá Essence. Cái tầm này là chắc lấy mấy cái này thôi, mấy cái kia giờ nhiều quá. Cái này giờ cũng không 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 cần thiết đối với mình. Kệ, lấy đại đi, cần để cho nó respawn lên mấy cái phòng khác. Máu cơ bản mình chưa nâng điểm nào là 139 triệu nè, đam thì là 3 triệu rưỡi. Ui cái hệ Phoenix ghê vậy ta, trừ ác chiến luôn. Omega Phoenix tốt rồi nè. Ngoài về chưa các bạn, cái gì vậy? Để đi farm level, nóc bình thuốc vô Miracle Rack. Thả chiêu coi. Mấy cái bóng này khi, tí nữa nếu như mà mình có cái yên thì nó sẽ được kích cái chiêu của cái hệ Flavu lên nè. Trời ơi, ít con này mạnh nhờ. Vừa đốt lửa Starfire mà vừa rớt ra mấy cái quả cầu lửa kia nữa. Ngon luôn.
kia vậy? Water Tachygan. Rồi, mình sẽ nâng cho nó lên máu với đam. Máu này, đam. Thôi, giờ lên 7 tỷ 2 máu rồi các bạn. Vãi tèo, chưa ăn một cái Paragon nào luôn nha. Cắn lại coi. 57 triệu. Đốt nữa. Ây da. Ê. Đê luôn. Mày cắn. Mấy con này giờ cắn đam tay 21 triệu nè. Nó ngang ngang tầm như cái con Shadow hồi nãy. Mà con này có khả năng gọi là nhân 5 lần đam khi mà mình đánh thường nữa. 57 triệu nè. 57 nè. Con này là gỗ cho nên nó được giảm đam. Rồi tiếp. Boss Essence 42. Essence boss đâu 42 xin. Ok. Vậy thôi. Giờ để coi gom đồ đánh cái con quái kiếm cái y với lại cho lên godline nữa. Biết đủ đồ không trời. Sợ mình sợ thiếu Paragon cho nó thôi. Có cái đội hình tăng cơ đồ thì có tăng, có khớt, có đủ thứ rồi. Bây giờ up lên godline hay là lấy in chưa? Chắc là đánh godline cho nó dễ trước đi nhờ. Godline đúng không? Để mình tí. Shadowman còn hai cái và vái trưởng. Spider-Man Ripper King. Hai cái này mix lại với nhau để đánh con Godline. Đây. Phải rã thêm mấy cái Paragon kia nữa. Pack Unicorn. Có cái nào không xài rã bớt ra thôi chứ. Nhiều quá. Đây nè, mình kiếm được ba cái Paragon của con Skeletal Terry nè để up cho cái con Unkillable, nhưng mà chưa kiếm được cái con đó. Các bạn ráng đợi ở mấy cái tập sau đi, khi nào mà mình kiếm được đã rồi mình sẽ nâng cho các bạn coi. Chỉ số nó là nhân 384 đúng không, bằng với lại cái con Sin. Đợi lúc đó gọi là các bạn sẽ chiêm ngưỡng được cái sức mạnh của nó khủng khiếp cỡ nào. Đây, Uniware God Token. Ok. Con này mình cũng chắc đánh được rồi. Đây, ba bên đấu trường đánh nó con rồi. 7 triệu, hơn 7 tỷ máu với lại 32, hơn 32 tỷ đam. Chơi được rồi. À, qua bên này chúng ta có khớt, có nhiều thứ mà đúng không? Sợ gì mà không chơi. Shadow King. Để đổi tên cho nó là cái gì ta? Đừng đến gần em. Đấy, đừng. Tí mình đặt kiểu như vậy là do cái yên của nó các bạn. Đứa nào mà đến gần thì sẽ auto bị mất máu và đến chết luôn. Ơ kìa, sao vậy? Và biết sao mình không đặt cái trứng không? Do là mình đặt cái lead nè. Cái lead này bực quá ai nồi. Chắc là đặt cái trứng ra xong mới đặt cái lead lại ha. Cái trứng này nó không cho mình đặt mấy cái kia. Ủa? Sao vậy? Không đặt được ta? Sao không đặt được gì? What? Hay là do cái vacuum này? Không, mình nghĩ không phải. Mấy bữa là mình đặt ở đây vẫn được mà. Con này không đặt được ta? Hỏi. Hay nó vẫn lưu ta? Ngu người vậy.
Để mình biến game này qua lại coi. Đâu còn cái gì ở đây đâu nhỉ? Tích người kia mà. Nó vẫn không chịu. Cái void vacuum hộ mình đặt ở đây nhưng nó cũng mất rồi. Too many structure nearby. Ở kìa. Chắc là do cái này rồi. Mệt vậy ta. Để mình demolish nó luôn. Chắc chắn là do cái quần này rồi. Mình mới đặt được đúng không? Đó, biết ngay mà. Đẹp. Rất là bực mình nha. Rồi, từ nha, để mình xem mấy chú này có đứa nào. Từ mấy cái đứa này mình phải chỉnh lại xíu. Enough. Từ nha, để bắt siêu. Chỉnh sang cái trên tu Enough Group nè. Có cộng mình hít 6 mấy thằng này nó nhồi lắm. Đấy. Bây giờ bấm nút G nè. Đó, chỉ có mỗi con Ripper nó đi theo mình là hợp lý nè. Rồi, ok. Bây giờ đánh nha, đánh Ripper Man nè. Để xua, chơi đi. Sẽ điều khiển cái con này luôn để mà đánh. Có con Titan này nó đứng nó làm tăng cơ thì không có sợ bất cứ thằng nào nữa. Bao nhiêu máu đây? Ui, to thế nhờ. Rồi một tỷ tư cơ à, 1,4 tỷ cơ à, kinh đấy. Để mình lưu lại để cho nó vô đây để mình đi trốn. À, nó đi con. Chết cho. Làm mèo. Mày ra ngoài nha mày. Đó, chạy ra ngoài mày đi bụi đó con. Đứng ở trong đây dòng mày đánh thôi. Con này có né ra hay vậy. Thì rất trình. Đứng ngoài đánh lắm. Ngoài. Sông đá mày được làm mèo. À, mình có cái này đỉnh đó mày bạn. Đó. Đông đá nó thêm nè. Bữa đánh boss ra được cái Eye of the Storm nè. Cái vòng cái bola này mình có thể chỉnh sang cái chế độ đông đá để nó gây thêm đam nữa, ngon luôn. Rồi, đẹp luôn. Cho nó lên godlike cái bụp. 14 tỷ máu nha các bạn, 65 triệu đam. Rồi. Ngon lành luôn. Bây giờ là kiếm cho nó cái yên nè, cái yên mà mình sẽ xem thử coi nhà đủ không ta. Năm cái kia đúng không? Để mình coi coi làm nhiệm vụ, bữa giờ có làm nhiệm vụ à. Cái ho được khi là cái gì vậy ta, làm nhiệm vụ Shadow Man là một cái nè. Nhiệm vụ Shadow Man thì một rổ hai nè, ba, rồi năm cái Shadow Man, bây giờ năm cái Reaper nữa, Reaper King. Rồi ok, mấy cái này mình nhiều lắm bạn. Trước khi mà mình làm một cái clip về một con nào đó thì thường thường mình sẽ đi đi farm cái Paragon cho hai cái con đó trước, để lỡ mà có bị lỗi trong cái quá trình mà mình gọi ra mấy con boss bằng token nó có bị biến mất á, cũng như là đánh lấy cái yên á mà nó mất thì mình còn có Paragon để mà dự phòng làm lại con khác ở trong một tập. Rồi, nó yên thôi, Yeshua. Paragon, đó, mình chơi yên cuối mà, cho nên là mình xài
Đấy. Mình vẫn còn nhiều Paragon để cho cái con này up lên, nhưng mà mình chưa cho nó ăn bất kỳ một cái Paragon nào cả. Thôi mình để nó đánh bình thường luôn các bạn. Bây giờ là up lên nó mạnh quá thì đánh nó cũng mau đúng không, để nó lâu lâu một chút sao cả, cho tí nữa mạnh lên là up sau. Ôi trời ơi, thoải mái luôn. Đánh nó con này được kết cho. Cơ bản nó là nó đã mạnh rồi chứ chưa cần ăn Paragon. Mình cho nó ăn 50 cái Paragon cho nó đánh cái con này trong vòng 1 giây là xong rồi đúng không. Rồi đánh lâu lâu một xíu để cho các bạn có thời gian để mà xem. Đánh nhanh quá mất hay. Ôi rồi nó nổ cái gì mà nó rút ra một cái rẹt cái một vãi nồi mạnh vậy. Mình có thấy xẹt cái gì mà nguyên một cái khúc máu dài nó mất luôn kìa, thấy không? Đấy, để mặc định là đủ để cân rồi nè, tại vì mình có cái nền tảng có khớt có búp đam, nãy giờ mình chưa búp đam lần nào luôn á, mà cái con này nó đủ sức để nó cân rồi. Về mình tẩy cho nó kiếm cái dòng ability đam coi, tại vì cái con này nó cái hiệu ứng đốt lửa từ cái skill Starfire với lại eruption của mấy cái cục lửa nữa, cho nên là nó cần phải có ability dam. Mưa dam thì cũng không có cần đâu, ability dam cao là được rồi, còn hơn 40% thôi là gặm tiền. Tại 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 ấy cái ability dam này á, nó tính là tăng thêm cái lượng dam cái hệ reacti luôn đúng không ta, hình như vậy á. 25 mili AB 22 kiếm AB cao cao một xíu coi, 22 cái này tẩy cái này xui vãi nồi ra, có khi mình tẩy mất mấy ngàn cái fragment Uniware luôn á, nhưng mà vẫn vẫn không được chỉ số cao các bạn ạ. 27 là melee 9, 27 vẫn chưa ưng lắm. Cao hơn nữa đi, cho xin 39% đi, hay 40 cũng được. 39 này, ôi vừa nó 39 nó ra 39 thật luôn các bạn, vãi nồi lấy luôn. Nói xin là cho 39 là cho 39 luôn mà vãi tèo nhờ, ảo nhờ. Có thêm giáp không ta? Có thêm armor được 200 mấy. Mua mình biết. Thầy ơi, đâu rồi, mang thử coi cái Reacti này xem nó như thế nào. Chà, người ta có yên này. Reacti. Rồi, xem mấy con này nó càng xuống dưới biển có được không ta. Rồi, để mình test thử coi. Xuống dưới biển coi nó có đốt máu mấy cái con ở gần không. Ôi ôi. Đừng đến gần em. Có nè các bạn. Có nha, có nha. Ủa chạy nhanh dữ vậy. Movement speed tăng 14%. À đù. Bởi sao chạy nhanh vãi nồi ạ. Bỏ ra coi. Hình như được Imri như nó xuống núi nó nhanh lắm. À, đứng gần có mấy này tự lăn ra chết không nè. Ôi các bạn thấy cái đam reacti không, 121 triệu đam. Ừ, nếu mà bỏ yên ra được không ta, bỏ yên ra chắc không đâu đúng không, bỏ yên ra là nó mất cái biến thể reacti nên nó đâu được đam đâu. Mang vô mới trừ máu nè. Bụp con cá này mày chết. Nếu như mà các bạn muốn mình nhìn được dưới nước đó, thì mình sẽ bật cái tay này vô đó, các bạn sẽ nhìn được dưới nước đó, đẹp luôn. Con này đi đâu chỉ cần đứng gần nó là nó tự lăn ra chết rồi. Thường coi 343 triệu đam. Đẹp nhờ.
Ấy, con gì đây? Tech Megalodon. Ôi, lần đầu tiên mình thấy con Tech Megalodon luôn á các bạn, đẹp nhờ. Trời, con gì đây? Cái thùng luôn à. Vepen. Wow, con này lạ các bạn ơi, con này đẹp vậy. Rồi. Vepen. Ê Jim bro, thả tao xuống đây ơi. Kìa, xuống đây. Trời ơi, mình mang cái bộ đồ này vô là mình đi được cái nước á các bạn. Cái khó chịu không? Thằng quỷ kia nó ở trên mặt nước nè ấy. Mình để mình thay lại cái này vô mình mới bơi lại bình thường nè. À, sao bây giờ nó lại xuống được rồi? Chấm hỏi. Thằng này ảo thật đấy. Lúc mà mình bơi dưới nước thì nó mới lặn xuống được, còn không là nó không có chịu xuống với mình đâu. Mất dạy. Đứa nào nó chơi đóng băng mình rồi. Đấy, bu vô đi, bu vô đi, bu vô đi rồi thấy cái cảnh. Cái con này nói chung là đi làm quét giống cái con cá đuối kia là ngon luôn các bạn. Các bạn cứ nhận mấy cái quét mà nó có gọi là tiêu diệt mấy nghìn con á. Xong rồi các bạn chỉ cần để cái con này nó ngoài biển thích thì các bạn để nó đi vòng vòng nữa. Mình không biết là nếu như mà mình không điều khiển cái con này mà mình cho con này nó tự đi nó farm thì nó có được tính không ta? Được tính là cái kill wild dino vậy. Nếu như mà được tính thì ngon, mình thả con này đi vòng vòng chơi luôn. Hồi nữa thấy về thấy giết 5.000 con xong nhiệm vụ nhận 5 Faragon quá đã. Ờ, trên bờ nó cũng được tính đó các bạn. Cứ đứng gần là trừ máu nè. Đấy, 121 triệu đam nhá. Khỏe phải cả nồi. Đây, đây, thử chuột phải coi. Flagu nè. Đó, cái khói Flagu đam đó đấy. Ngon. Được em ơi. Cái con này đi làm nhiệm vụ cũng là một thứ gì đó gọi là hợp lý các bạn nhờ. Ủa cái gì mày? Ôi nó tự động nó target cho cái con kia luôn rồi, nó không tượng. Kết cho nó cái coi. Nó kết lên cái một là khác ngay rồi, thấy không? Đông đóng băng rồi, họ đạp mọi người. 461 triệu đam. Rồi cũng được. Rồi. Cấp sâu chắc là nâng cho con này lên. Cái con này cần để lên Ancient không ta? Con này lên Ancient với lại farm cho nó thêm Paragon nữa. Up cho nó lên 50 cái Paragon là nó cũng mạnh luôn các bạn nhờ. Chưa ăn Paragon mà máu cơ bản đã 14 tỷ, đam là 65 triệu rồi. Ăn 50 cái Paragon chắc phải lên mấy trăm tỷ máu. Đam phải tỷ đam như mấy cái con kia nha ha. Rồi, nghỉ các bạn ơi, tập này dài gần cả tiếng đồng hồ rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết clip của mình nha. Nếu bạn nào mà thấy hay mình tiếp tục series này cũng như là có đóng góp gì về cái series này thì các bạn comment phía dưới video cho mình với. Đó, tại sao các bạn muốn mình bắt cái con nào, muốn mình xây dựng con nào thì cứ nhắn phía dưới đi, mình sẽ đọc hết bình luận của các bạn. Đấy, cái nào đó hay hay nếu như mà mình làm được thì mình sẽ làm ở những cái tập sau. Đợi khi nào mình roll ra được cái con Terry Skeletor thì mình sẽ build cho các bạn thấy cái sức mạnh gọi là tối ưu của con đó. Nó khủng khiếp đến cỡ nào, nó mạnh hơn cả cái con tăng cơ của mình nữa.
Rồi, vậy nha. Bye bye các bạn. Hẹn lại các bạn ở tập sau. Chúc các bạn có một buổi trưa vui vẻ và mát lành. Bye bye.